Chỉ sau 3 ngày kể từ trận thua 0-3 trước Manchester City, Manchester United tiếp tục gục ngã với tỷ số tương tự khi đối đầu với Newcastle trên sân nhà Old Trafford. Đây là một kết quả đáng lòng cho đội bóng Manchester sau khi họ đã giành chiến thắng 2-0 trước Newcastle trong trận chung kết League Cup mùa trước. Manchester United thực hiện thay đổi lớn về đội hình với tới 7 cầu thủ mới so với trận gặp Manchester City. Huấn luyện viên Ten Hag chỉ giữ lại Onana, Maguire, Lindelof và Dalot trong đội hình xuất phát. Trước trận, ông đã thể hiện quyết tâm và không còn đường lùi cho đội bóng. Tuy nhiên, sự nhạt nhòa vẫn tồn tại trong lối chơi của Manchester United trên sân nhà. Phút 28, Livramento của Newcastle đã mở tỷ số sau khi xâm nhập vòng cấm và dứt điểm thành công. Manchester United nỗ lực sau bàn thua, nhưng các cơ hội tạo ra không đủ nguy hiểm để ghi bàn. Phút 36, tiền vệ trẻ Ho ghi bàn thứ hai cho Newcastle, đánh đầu pha bóng của Maguire được hoàn thành bằng một cú vút bóng đầy tinh tế. Manchester United đã thua 0-2 trước Newcastle, gây thất vọng lớn cho người hâm mộ.